Chào các bác nhé. Mùa mưa tới rồi. Hôm nay thì em sẽ gửi tới các bác cái bộ đồ lội nước. Một cái bộ đồ mà rất tiện ích đối với tất cả các bác làm vườn. Các bác đi rừng, đi săn bẫy, hoặc các bác đi đánh cá, đánh tôm, đánh tép. Thì với cái bộ này thì hôm nay em sẽ gửi tới các bác cái bộ quần nhá. Đây là cái quần. Cái quần này thì nó cỡ bao nhiêu đây? 41. Nó đang cỡ 41 nhá. Em đang thử với một bạn này là 55 cân với cỡ 41. Đấy, thử xem cái độ vừa của nó như thế nào để các bác nhà mình được tham khảo với cái bộ đồ lội nước này. Cái bộ này thực sự nó rất chi là tiện lợi, thông minh. Trời mưa hoặc là các bác đi làm vườn nhé, các bác đi bón cây, các bác cũng sử dụng, nên sử dụng một chiếc quần như thế này. Chất liệu của nó sẽ là cao su lon ở cái bộ đến cạp quần này. Chất liệu là cao su lon nhé. Bạn này 55 cân và mặc cỡ 41 là vừa nhé. Còn nếu như các bác muốn rộng rãi hơn thì mặc cỡ 42. Đấy, chất liệu của nó đây. Em đã quay thật gần để cho các bác xem. Chất liệu của nó sẽ là cao su lon. Đây. Cái này nó không dày nha các bác nhé, nhưng mà nó siêu dai. Đối với các bác mà mặc và giữ gìn, tránh gai ra thì nó rất chi là bền. Bởi vì bên cơ sở em cũng đã dùng. Và đảm bảo với các bác khi các bác mua có hơi rộng một chút cũng không bao giờ tụt. Nếu như mà các bác mà mặc tụt trả lại em luôn. Đấy là thực sự luôn. Đây là cái mẫu quần cỡ 41 nhé. Chất liệu ủng của nó thì ủng của nó sẽ là một cái loại nhựa trong. Một cái nhựa vô cùng là bền tốt đấy. Cái này nó không như cái ủng cấy đâu nha các bác nhé. Nó sẽ khác hoàn toàn cái ủng cấy đấy. Đây cái phần đế của nó này. Nó rất chi là dày. Và bên em sẽ có đủ cái cỡ size từ 38 đến 43 nhé. Và tiếp theo sẽ quay cái bộ quần yếm để các bác được xem cái bộ cao cấp hơn. Cái bộ cao cấp hơn thì cái cách mặc các bác cũng theo dõi một chút nhé. Bởi vì cái cách mặc nó cũng sẽ khác một chút đấy. Cái bộ này rất tiện lợi đối với các bác mà làm vườn. Các bác mà làm trời mưa, nhất thiết các bác nên sắm một cái. Giá của nó cũng rất chi là hợp lý thôi. Em đang gửi từ các bác cái quần cao su lon này là 250.000. Giá sẽ bao ship tận tay các bác. Còn với cái bộ ủng, bộ cao cấp là cái bộ yếm kia sẽ mặc luôn. Để các bác xem cái bộ này. Quay cái ủng, cái chất ủng ở đây cho các bác xem này. Chất ủng nhá, các bác nhìn cái bộ cao cấp này, cái chất ủng của nó sẽ khác hẳn so với những cái bộ bình thường. Đây là cỡ 40 à? Cỡ 40 nhá, cái này sẽ có từ 39 tới 43. Kể cả các bác một tạ cũng mặc vừa nhá. Các bác nhìn chất liệu này, hôm nay thì em quay rất gần để cho các bác được xem. Đấy, và số điện thoại mà các bác mà muốn đặt hàng nhá, hãy liên hệ trực tiếp với bên em qua đầu số điện thoại là 0869 054 295 hoặc số 0865 692 498. Đấy là hai số điện thoại chính của bên cơ sở có Zalo. Các bác có thể kết bạn để xem tất cả mẫu trước khi đặt hàng nhé. Đây là cái bộ quần yếm này. Thì em sẽ mặc cái bộ quần yếm này để các bác được tham khảo. Cái bộ này thì phải biết cách mặc nhé các bác nhé. Vụ mưa này thì các bác lên mặc sắm được một chiếc. Bởi vì nó rất chi là tiện lợi. Cái này thì nó thích hợp vào tất cả các công việc nhá, chứ không bất kể một cái gì. Các bác nhà lông hoặc các bác công nhân cũng sắm để dùng. Đấy, cái chất liệu của nó một tẹo em sẽ quay để các bác xem. Mặc nhá, các bác nên nhớ mặc vắt chéo dây nhá. Em cũng đã hướng dẫn các bác rồi. Mặc các bác chéo từ bên này sang bên kia nhá, thì cái quần nó mới gọn gàng. Và nó đi cầu. Cái cỡ 40 này thì dành cho các bác độ 60 cân nhá. 55 đến 60 cân tùy thuộc. Bởi vì cái này kích cỡ của nó sẽ rộng hơn cái ủng bình thường của các bác nhé. Đây là cái dây đai này. Đấy, các bác sẽ mặc và sẽ cuốn cái dây đai này vào quanh người. Đấy, các bác thấy không ạ? Cỡ bạn này 55 cân đang mặc cỡ 40 nha các bác nhé. Hơi rộng một chút, nhưng mà hơi rộng cho nó thoải mái các bác nhé. Khít quá không đẹp đâu. Đấy, cái bộ này rất chi là đẹp nhé. Và chất liệu của nó này, em sẽ quay gần bộ này. Đây nó là bộ cao cấp nhé. Màu sắc của nó rất chi là đẹp. Chất liệu của nó sẽ là vải nhá. Bên ngoài tráng cao su, cái độ dày của nó thì em sờ các bác cũng cảm nhận được này. Nó rất chi là dày dặn nhá. Đấy, cái này các bác mà làm ao chuông, ao hồ, các bác ở vùng sình lầy, mùa mưa, lũ lụt, đấy, các bác hãy sử dụng một chiếc như này thì đảm bảo không bao giờ nó ướt nhá. Đấy thì bên cơ sở em nhận ship đi toàn quốc. Số điện thoại thì em đã để đây rồi. Số điện thoại là 0869 054 295 hoặc số 0865 692 498. Quay đằng sau lưng ở đây.
đấy là hai số điện thoại chính ở bên cơ sở nhá. Các bác lên mặc vắt chéo như này nhá. Bạn này mặc cỡ 40 là hơi rộng, mặc cỡ 39 thì vừa hơn. Em xin kết thúc video ngắn nhé. Các bác mà quan tâm tới kênh thì đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh và ấn vào quả chuông. Để hôm nay các bác chưa muốn mua thì ngày mai các bác sẽ nhận được thông báo, và các bác muốn mua thì sẽ có video luôn để các bác tham khảo nhé. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau ạ.